Trong video này thì cô sẽ trao đổi với các bạn về đoạn văn nghị luận xã hội rơi khoảng tầm 150 đến 200 chữ. Đầu tiên thì cô sẽ nói về việc dung lượng. Dung lượng thì sẽ có trường yêu cầu các bạn viết 150 chữ, sẽ có trường yêu cầu các bạn viết 200 chữ. Thì 150 với 200 chữ nó có khác gì nhau không? Nó khác chứ. 50 chữ là cả một vấn đề đấy. Rồi, cô sẽ nói về dung lượng cho 150 chữ trước. Đối với 150 chữ thì các bạn sẽ viết rơi khoảng tầm 1/2 trang giấy thi, rơi khoảng tầm 15 dòng. Còn 200 chữ thì rơi khoảng tầm 2/3 trang giấy thi, rơi khoảng tầm 20 dòng. Nếu như bạn nào viết dài thì cùng lắm là các bạn cộng thêm 3 dòng nữa thôi. Vậy nếu như những bạn nào bàn luận dài một chút thì các bạn có thể viết 18 dòng cho đoạn văn 150 chữ, khoảng 150 chữ. Còn nếu như bạn nào viết dài thì có thể viết 23 dòng cho đoạn văn khoảng 200 chữ. Nhưng mà như thế là nhiều đấy. Dung lượng chuẩn của nó là 15 dòng và 20 dòng nhá. Đó là về dung lượng. Còn thứ hai là về cấu trúc. Cấu trúc thì như sao? Có rất là nhiều bạn viết theo cấu trúc là giải thích, bàn luận, chứng minh và phản đề. Thì cô nói luôn, đấy chính là cấu trúc bài văn thu nhỏ. Còn nếu như mà cấu trúc của đoạn văn ấy, thì các bạn có thể viết như sau để có thể đảm bảo cho cái đoạn văn nghị luận xã hội của các bạn. Dù viết đoạn văn hay bài văn thì đầu tiên chúng ta sẽ có mở. Ở đây là mở đoạn. Mở đoạn thì các bạn viết rơi khoảng tầm 2 đến 3 dòng để các bạn dẫn dắt vào vấn đề. Thứ hai là về phần thân bài thì các bạn có cho cô 3 ý. Ý thứ nhất là bạn sẽ nêu vấn đề, nêu hiện trạng của vấn đề, hay còn gọi là nêu vấn đề. Ý thứ hai là các bạn đưa ra cái nhận thức của các bạn về cái vấn đề đó. Và ý thứ ba là các bạn đưa ra hành động của chúng ta cho cái vấn đề đó. Không có giải thích, bàn luận, chứng minh, phản đề bài học đâu nha các bạn nhé. Và cuối cùng là các bạn sẽ đi kết đoạn. Thì đấy chính là cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội 100 đến 200 chữ. Còn 150 đến 200 chữ. Còn chi tiết ra sao và viết như thế nào thì ở những video tiếp theo cô sẽ chia sẻ tiếp với các bạn.